hãng phim The Asylum giới thiệu. Diễn viên Christopher Askin, Dre Evigan và Michael Ross. Bộ phim 100 triệu năm trước công nguyên. Hóa trang Talalan. Thiết kế sản xuất Dragon Q. Thiết kế sinh vật Robert Mueller, Neil David Kennemore. Thiết kế âm thanh Dress Back. Hẹn gặp em ở dưới. Chờ đã. Đây không phải là thi thố, chúng ta đang đi tìm hang động. Hình chụp vệ tinh tương ứng với quá trình động huyệt hóa, tương ứng với quá trình bấm huyệt. Em không có đùa đâu. Lẽ ra anh đi tìm luật sư đây. Anh thích cặp mông tròn của em. Chỉ ít thì trình độ Tây Ban Nha của anh cũng đỡ hơn rồi. Em không sao chứ? Em nghĩ vậy. Dây buộc của em hơi lỏng một chút. Ôi trời, Michelle. Em ổn chứ? Không sao. Có bị gãy gì không? Không. Em không sao cả. Đợi chút. Anh xuống chỗ em đây. Cái gì thế này? Thật đáng kinh ngạc. Nếu vậy thì em sẽ muốn nhìn cảnh này đây. Phối hợp sản xuất Bow Bells. Âm nhạc Drop Dre Ackerman. Biên tập Mark Atkin, Nick Everhart. Quay phim Alexander Yellen. Kịch bản Paul Palace. Chỉ đạo sản xuất David Grimawi. Biên tập và sản xuất David Michael Latt. Đạo diễn Louis Miman. Nghỉ. Chào mừng các anh đến với Los Angeles, nơi đặt căn cứ phía tây của cục nghiên cứu hải quân. Cất đồ đi, mà chỉ dùng cái đầu thôi. Và chúng ta sẽ tập hợp ở phòng chờ. Lúc 3 giờ chiều, giải tán. Trung úy, ở Angola anh làm tốt lắm. Cảm ơn ngài. Chuyện này rốt cuộc là gì vậy thưa ngài? Các anh ở đây vì tính nhạy cảm của nhiệm vụ lần này. Thứ nữa là vì các anh là đội tìm kiếm nạn nhân tốt nhất. Xin lỗi ngài, nhưng tìm kiếm cứu nạn sao? Ở đây sao? 3 giờ chiều. Vâng thưa ngài. John này, chị cậu có nói gì vậy tới không?
Cái đồng hồ đó sai rồi. Tên tôi là Frank Reno. Tôi là giám đốc dự án ở đây. Tôi đã gắn bó với hải quân từ trước khi các anh ra đời. Tiến sĩ Reno là thường dân ở cấp SES-5, cấp bậc tương đương với đô đốc. Tức là mấy anh lo ngậm miệng lại hết đi. Cảm ơn sĩ quan. Tiếp tục đi tiến sĩ. Tôi tốt nghiệp đại học MIT vào năm 1942. Tôi muốn đóng góp phần mình vào công cuộc chiến tranh. Nhưng hải quân không để ý tới một tân binh 12 tuổi. May mắn thay, họ có những kế hoạch khác cho tôi. Tôi thậm chí không thể tự lái xe đến căn cứ nơi tôi làm việc, với những bộ óc vĩ đại trong ngành vật lý lý thuyết. Trên phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử, các anh có thể không biết, nhưng quân đội Mỹ đã thử nghiệm với công nghệ tàng hình. Chúng tôi gọi đó là thí nghiệm Philadelphia. Nó đã từng được gọi như vậy, nhưng cái tên chính thức, không chính thức, gọi là dự án cầu vồng. Chúng tôi cố gắng dùng bức xạ điện từ để bẻ cong ánh sáng quanh một vật thể. Chúng tôi đang cố để làm cho những chiếc tàu của mình vô hình trong mắt của kẻ thù. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại phát hiện ra một thứ rất ngoạn mục hơn rất nhiều. Tàu Eris đang đậu ở sườn tàu hải quân Philadelphia thì thình lình biến mất. Vào lúc đó, con tàu này được phát hiện cách đó khoảng 600 cây số ngoài khơi Norfolk, bang Virginia, bởi một tàu đánh cá. Phần lớn thủy thủ đoàn đã biến mất, và 5 người trong số đó thực chất đã bị hợp nhất vào các vách ngăn và bon của tàu. Tuy nhiên điều này lại khiến nhiều người tin rằng chính quyền đã phát hiện ra sự dịch chuyển tức thời. Không hẳn, con tàu Eris không hề di chuyển. Đúng hơn, không phải là không gian, vị trí của con tàu không hề thay đổi, mà chính là vị trí của trái đất. Một thiết bị cầu vồng đã đưa con tàu trở lại 8 tiếng trước đó. Chúng ta đang nói đến chuyện du hành thời gian sao? Đúng vậy. Sau chiến tranh, dự án được đưa về đây, nơi việc thử nghiệm vẫn được tiếp diễn. Vào năm 1949, tôi được phụ trách dự án và háo hức muốn đưa nó lên tầm cao mới. Vì vậy, vào ngày 29 tháng 11 năm đó, tôi đã gửi một đội các nhà khoa học và thủy thủ, trong đó có anh trai của tôi, Eric, đi qua cánh cổng thời gian. Nhưng hệ thống đã đưa họ trở lại. Hệ thống do tôi chế tạo đã không hoạt động. Và 19 người đàn ông và 2 người phụ nữ bị mắc kẹt ở thời điểm 70 triệu năm về trước. 70 triệu năm. Ông không nghĩ vài tuần là đủ rồi sao? Chúng tôi đã cố gắng thận trọng. Đã có rất nhiều tranh cãi vì việc tạo ra những nghịch lý thời gian, như việc anh đi về quá khứ và giết ông nội của mình chẳng hạn. Đúng vậy. Cho nên tôi đã chọn một khoảng thời gian cách xa lịch sử loài người để giảm thiểu tối đa khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại. Tôi đã cố gắng chuộc lỗi suốt 59 năm qua và cố gắng cải tiến công nghệ để giải cứu một cách an toàn những người tôi đã bức tử. Xin lỗi, nhưng làm thế nào mà ngài biết là họ đã sống sót qua quá trình dịch chuyển chứ? Chúng tôi cũng không chắc lắm. Cho đến vài tuần trước, khi một đội các nhà khảo cổ học phát hiện ra một chuỗi các bức họa trong hang đá ở vùng núi Argentina. Phân tích điện carbon cho thấy các bức họa này được tạo ra vào khoảng 64 đến 75 triệu năm trước công nguyên. Nhưng điều đó không chứng minh được đó là nhóm của ông Rita Hallworth trong vai Gilda. Frank, không phải lỗi của em đâu. Lên đèn. Chào mừng đến với phòng cầu vồng. Mọi thứ mà các anh thấy ở đây, điều khiển cơ chế hoạt động của thiết bị cầu vồng. Đó là gì? Về cơ bản là một ống bằng bearing dài khoảng 1.6 km. Chúng tôi phát hiện ở Philadelphia rằng bằng cách nạp năng lượng điện từ, chúng ta có thể tạo ra một từ trường tét-tron xoay trong ống với vận tốc bằng tốc độ ánh sáng.
Sau đó sẽ là chuyện của trọng lực. Để làm gì cơ? Để mở ra một hố dung. Thuyết tương đối rộng cho phép khả năng tồn tại của các cung thời gian khép kín, mà qua đó vật thể có thể di chuyển đến bất kỳ điểm nào trên cung đó. Khi thiết bị cầu vồng đạt đến tốc độ tối đa, một đường thông giữa hai điểm trên cung được tạo ra. Lực kéo trọng lực của một vật thể bị rơi vào dị điểm đó sẽ tạo ra một đường qua không thời gian. Được rồi, tôi có thể ngồi đây và cố gắng giải thích về các cơ chế lượng tử, logic tính toán hình cây và các thuyết không gian của Minkowski, nhưng tôi tin là các anh vẫn sẽ chán nản và không hiểu được gì hết. Nói tóm lại, đây là một quá trình đơn giản đến bất ngờ, nhưng khó khăn nằm ở sự tương quan không thời gian. Khi nào không quan trọng bằng ở đâu, đó là như vậy, cho đến khi các bức họa trong hang động được tìm ra. Tại sao lại không trở lại 60 năm trước khi họ còn chưa đi chứ? Thứ nhất là vẫn còn mối quan ngại về các nghịch lý. Và thứ hai là việc định vị chính xác thời điểm đội thám hiểm được đưa đi là bất khả thi. Nhưng tôi tự tin rằng chúng ta có thể đến trong khoảng vài tháng hoặc vài năm so với thời điểm họ bị mắc kẹt. Chúng ta. Tôi sẽ đi cùng với các anh. Tôi không bao giờ lặp lại lỗi lầm và tôi sẽ không để người khác thế chỗ của mình lần nữa. Với lại các anh cần tôi để mở cánh cổng thời gian từ phía bên kia nữa chứ. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Nó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà các anh từng làm trước giờ. Và tôi sẽ không ra lệnh cho ai phải chấp nhận nó hết. Nếu các anh không muốn làm, sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào. Mặc xác đó. Chúng tôi tham gia. Hãy viết thư cho gia đình và lo liệu chuyện riêng đi. Giải tán. Nghỉ ngơi thôi. Các anh rời đi lúc 3 giờ sáng. Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Tất cả đã sẵn sàng. Các thủy thủ của tàu Elrich báo là họ đã bị dứt đầu và say sóng sau thí nghiệm. Vì vậy chúng tôi sẽ phát cho các anh thuốc Salamin chống say tàu xe và một liều NSAID mạnh chống đau. Hàm lượng oxy ở kỹ phấn trắng chỉ có một nửa so với hiện nay thôi. Do đó chúng ta sẽ dùng Dimos, một thứ thuốc chống say độ cao, để giúp chúng ta hít thở. Mau uống mấy viên thuốc quỷ đó đi. Bắt đầu chu trình thời gian. Đợi chút thưa ngài. Sẵn sàng. Chúc các anh may mắn. Anh em, đây chẳng phải là một nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nữa thôi.
Lên nào. Ra sao thì ra. Tiến lên nào anh em. Đi nào. Bước vào đó. Chạy cho đúng tư thế nào. Nhanh lên. Nhanh lên. Mặt tươi lên. Tiến lên. Nhanh lên. Ổn chứ tiến sĩ? Tôi không sao. Đội siêu điểm danh Magic West Park Jones. Các anh ổn chứ? Stop finish có đây chứ? Stop finish. Stop. 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 Tôi đây. Anh ổn chứ? Chết tiệt. Được rồi, cầm đầu lên. Chúng ta cần phải lên chỗ cao hơn. Anh không thể bỏ cô ấy lại đây được. Bert, anh là người dò đường. Đi thôi. Tạ ơn Chúa nó chưa bị hư hại gì. Nó làm gì vậy? Nó giữ cho hố dung luôn mở ở phía bên kia. Chừng nào chúng ta còn cái này thì chúng ta có thể trở về. Tiến sĩ à, đây là Argentina sao? Trong tương lai là vậy. Nhưng hiện giờ nó là phần phía nam của một lục địa tên là Gondwana. Đó kìa. What? Gì chứ? The mountain. Ngọn núi nơi các bức họa trong hang động được tìm thấy. Không có đâu. Nó quá nhỏ. Chắc là do kiến tạo địa tầng. Đã 70 triệu năm rồi. Nó là khủng long ăn cỏ. Sẽ không làm phiền chúng ta đâu. Đi thôi. Mọi người nghe rồi đó. Đi nhanh lên.
Ê nè, tôi nghĩ là nó thích cậu đó. Cắn ngay vào mặt luôn. Được rồi, đứng lên đi. Chris, cậu ổn chứ? Chris, không, đưa cậu ta lên khỏi mặt nước. Không, Rizky. Không, nhanh nào anh em. Bếp rồi, nhanh nào, ra khỏi mặt nước. Đó là lời cảnh báo cho chúng ta đây. Giờ thì đi thôi. Tôi sẽ không để mất thêm người nào nữa. Tiến lên. Nhanh lên nào anh em. Ra khỏi đây thôi. Chuyện gì vậy? Tôi không muốn bị ăn thịt. Lại Chúa, anh bình tĩnh lại đi. Đi tiếp nào. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy sĩ quan? Tôi không biết thưa ngài. Tôi thấy thứ gì đó. Thứ gì đó ngoài kia. Được rồi. Đừng có bắn tôi đó. Có thứ gì đâu chứ. Lạy Chúa Burke, không ai ăn thịt chúng ta đâu. Chết tiệt. Trung úy. Trung úy à. Trung úy. Đi nào cả đội. Tiến lên. Người lên nào mọi người. Đi thôi. Ngừng bắn đi. Anh đang phí đạn dược đó. Lạy Chúa, sao mấy con nó chạy nhanh vậy? Chúng có nhiều hơn một và chúng đang chia lẻ chúng ta. Kệ xác các người, tôi biến đây. Mary Quiz, không, trở lại đây. Mary Quiz. Chờ đã, John. John. Nhanh nào.
Cưa đó đi anh lính. Được rồi, bọc nó lại. Bọc nó lại, sẵn sàng. Đằng này. Đằng này. Ngay bây giờ. Chuẩn bị. Lopez. Lopez. Anh bắn con quái vật nó được hay không vậy? Không. 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 Bruce. 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 Đúng rồi. Chỗ này. Chúng tôi sẽ không rời đi mà không có ngài đâu. Không rời đi đâu hết. Stop, rời khỏi đây đi. Anh đang tìm gì vậy? Chúng luôn săn mồi theo cặp. Bert, xem ai ở đây nè. Nhìn đây. Sĩ quan Stark. Tôi nghĩ tiến sĩ gọi tôi là Bert cũng được. Có chuyện gì vậy? Betty. Anh ta bị sao vậy? Đi thôi, chúng ta phải đến chỗ những người kia. Chúng tôi là những người duy nhất còn lại. Trong số 21 người sao? Có 3 người không bao giờ vượt qua được cánh cổng. Những người còn lại thì... Chỗ này nguy hiểm lắm. Em đã trở lại rồi. Đã bao lâu rồi vậy? Chúng ta phải đưa anh lính này và tất cả mọi người về điểm xuất phát. Con đại bàng hồng sẽ đánh hơi được con mồi. Được thôi. Tất cả chúng ta cùng về điểm xuất phát. Nè. Con đại bàng hồng là gì vậy? Uống nước này được không? Chắc là được. Chúng tôi đã uống suốt 6 năm trời. Các anh đã ở đây 6 năm rồi sao? Đại khái là vậy. Tôi quên em theo lịch mất rồi tiến sĩ ơi. Mấy con Roma chùi móng vuốt trong phân của chúng. Nếu cú tấn công ban đầu chưa giết được anh, thì sự nhiễm trùng tất yếu sẽ làm anh chết. Tôi rất tiếc. Marigues, bỏ tôi lại đi. Chạy đi. Nhanh nào mọi người. Chạy đi. Nào mọi người, chúng ta phải đi ngay thôi. Nhanh lên. Không, để tôi lại đi. Chúng ta sẽ chết hết nếu các người không bỏ tôi lại. Không bao giờ thưa ngài. Tôi là sĩ quan cao cấp trong đội. Và tôi ra lệnh cho các người. Bỏ tôi lại đi. Đi đi, buông tôi ra. Đi đi. Để lại cho tôi một cây súng.
Chỉ huy đâu rồi? Chỉ huy đâu? Anh làm gì chỉ huy rồi? Anh ta bảo tôi bỏ anh ta lại. Chỉ huy, dừng lại đi. Dừng lại. Cúi xuống. Chỉ huy. Chỉ huy. Đi đi, nhanh lên. Biến khỏi đây. Đi nào, nhanh lên. Nhanh nữa. Mau lên. Nhanh lên. Chúng ta sắp tới rồi. Nhanh nữa. Mau lên. Đưa tay cho tôi. Mau lên. Đưa tay đây. Di chuyển nhanh lên. Là đại hồng đó. Cho tôi nói thẳng nha. Chúng tôi sống trong thế kỷ 21 và chúng tôi không để đàn bà con gái ra trận. Vậy thì làm sao mà hai cô được tham gia nhiệm vụ lần này vậy? Tại sao lại có chuyện như vậy được chứ? Hồi năm 49 đó thì Betty là y tá. Với lại tôi đoán là họ cần có người ghi chú và pha cà phê. Có là cô nghĩ làm việc đó rồi. Chúng tôi hết cà phê từ mấy năm về trước. Đừng ác khẩu như vậy. Lúc nào em cũng nghĩ là hai người sẽ làm một cặp xứng đôi. Thật sao? Lúc nào tôi cũng nghĩ Eric là ông cụ non. Còn anh thì lúc nào cũng nghĩ em ngọt ngào với Frank quá. Thì ai mà chẳng mê Frank? Ai mà chẳng thích nhóc tì này nhỉ? Phải không Ruth? Betty. Coi hai người đó kìa. Frank, em có bao giờ kết hôn chưa? Không. Có bao giờ làm chuyện ấy chưa? Bút đâu rồi? Dưới kia kìa. Xin lỗi. Chúng ta có đánh nhau với bọn Xô Viết chưa? Xô Viết là gì? Chào Picasso. Chào tiến sĩ. Anh không biết là chính những bức họa của anh đã giúp chúng tôi tìm ra các anh đây. Vậy sao? Cái quái gì vậy? Chỉ nghịch chút thôi. Cô vợ Vince của tôi thì sao? Bước à, cô ấy đã mất cách đây 3 năm rồi. Do ung thư. Tôi rất tiếc. Tôi cũng nghĩ vậy tiến sĩ à. Ông đã già đi nhiều rồi. Cô ấy không bao giờ tái hôn. Cô ấy mãi chờ đợi anh. Con trai tôi thì sao? David nó... nó vẫn ổn. Nói thật đi Frank. Tôi không biết nữa. Nó cộc cằn lắm. Nó suy nghĩ bằng nắm đấm. Suốt thì nó làm chết người trong một cuộc ẩu đả ở quán bar. Thằng quỷ sứ. Chết tiệt. Tôi nghĩ bây giờ nó còn bự con hơn cả tôi rồi. Già hơn.
Vi của tôi đẹp thật tiến sĩ nhỉ? Thời gian là một thứ không quá lộn xộn phải không? Thật là ngoạn mục. Đây sẽ là một trong những thứ mà anh sẽ nhớ lắm. Em làm sao mà biết được chứ, Frank? Thiết bị đánh dấu bị hỏng do va chạm. Không phải là lỗi của em. Em đâu thể nào làm được gì lúc đó. Đáng lẽ em phải đoán ra được. Frank, em nghe này. Chuyến phiêu lưu kỳ thú này, anh đang mục kích những thứ mà chưa ai từng thấy hay là sẽ thấy. Anh sẽ trở lại một thế giới cũng mới mẻ và hào hứng như thế giới này đây. Nhưng lẽ ra nó không kết thúc như thế này. Lẽ ra nó đã không kết thúc như vậy. Có cuộc đời nào mà lại kết thúc như ý muốn của mình chứ? Được rồi, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Nên mang ít đồ thôi. Chỉ cầm theo những thứ ta cần. Đây, cầm lấy. Cái này thì sao? Sao anh không thử cái này? Được rồi, đảm bảo rằng vũ khí anh luôn sẵn sàng. Chúng sẽ không hạ gục kẻ yếu nhất, mà lại sẽ hạ gục kẻ đi đầu, để những người phía sau phân tán ra. Nên hãy đi chung với nhau. Đi chung. Cố mà có một ngày bình yên, không ai mất mạng. Ý tôi là nếu vậy thì tốt. Frank, về nhà nào. Chỉ huy ơi, chúng ta giải lao được không? Tôi cũng cần nghỉ sẽ hơi một cái. Uống miếng nước đi nhóc tì. Bây giờ họ tuyển người trong hải quân thế nào? Hướng đạo sinh nữ sao? Frank, em nói điểm xuất phát ở đâu? Khoảng 2,5 cây về phía đông. Trời sắp tối rồi. Chúng ta lên đường thôi. Chúng ta đi nào, Frank. Nhanh lên đi thôi. Kéo tớ lên với. Kéo cùi chỏ của tớ nè. Cúi xuống. Trời ơi. Ôi trời ơi, nó đang vòng lại kìa.
Thiết bị vẫn còn hoạt động. Được rồi, mọi người lùi lại. Tôi không biết cánh cổng sẽ lớn đến đâu. Em định khởi động hiệu ứng Casimir như thế nào? Các hạt hạ nguyên tử với khối lượng âm. Không đời nào. Em tạo ra được vật chất lạ sao? Đi nào mọi người. Khoan khoan chờ đó. Không có thiết bị cầu vòng thì em định khép phần pin như thế nào? Nhanh nào, bước vào bên trong đi. Manny West, đi nào. Không. Không được đâu Frank. Không, Frank. Không được đâu Frank. Trừ phi đường thông được đóng lại, tình trạng năng lượng yếu sẽ tiếp tục mở rộng hố vuông cho tới khi nó nuốt chửng hết mọi thứ. Anh ta đang nói gì vậy? Ý em ấy là phải có người ở lại để đóng cánh cổng. Sao chứ? Hãy để cho anh. Không, anh không biết cách vận hành thiết bị này đâu. Em biết em đang làm gì khi đặt chân đến đây. Em là một ông lão, em đã sống cuộc đời của mình. Em đã lấy đi 60 năm cuộc đời của anh. Và giờ đây em sẽ trả chúng lại. Đi đi. Cảm ơn cô. Nhớ chăm sóc con trai tôi. Không Frank. Anh sẽ trở lại đón em. Dù mất thêm 60 năm nữa thì anh cũng sẽ trở lại đón em. Cô ổn chứ? Du hành thời gian quả là khó chịu ha. Chúng ta về lại rồi. Có vậy chứ? Ánh sáng văn minh đây rồi. Nghĩ. Vậy là không thành công. Thành công đó chứ. Nhưng các anh chỉ vừa mới đi. Và chúng tôi vừa mới về. Vậy trung quý đâu? Tiến sĩ đâu? Những người còn lại đâu? Ngài có thấy họ về đây không? Hình như có thứ gì đó đang qua cổng. Merry Christmas. Cái quái gì vậy? Tại sao nó tới được đây chứ? Genet Terabora, tôi gọi Katanotasa thì phải. Anh là ai? Trung úy nghiên cứu khoa học Eric Reynolds thưa ngài.
Đây là hạ sĩ quan cấp cao Stark, sĩ quan Calenda. Và được rồi, chính yếu là chúng ta phải giữ nó trong tòa nhà. Tôi không nghĩ vậy đâu. Trời ơi, chết tiệt. Căn cứ Coronado, đây là Trung úy Ro. Chúng tôi gặp tình huống 47423, mã C. Chúa ơi, Mose. Có vẻ như anh là người lái xe đây. Căn cứ Coronado, xin liên lạc trung tâm chỉ huy. Tôi cần một chiếc Seahawk đến tháp phía bắc. Nói tôi nghe xem, thứ này đang định làm gì đây? Nó đang bấn loạn. Nó sẽ tìm nơi để ẩn náu. Có chừng. Chúa ơi, đi nhanh lên. Nhanh lên nào, nhanh lên. Cái con quỷ sứ nó chạy nhanh thiệt. Ai cũng biết mà, nó đâu rồi? Tôi không biết. Chúng ta chỉ cần đến chỗ đáp trực thăng là được. Trực thăng của chúng ta kìa, đi thôi. Mọi người vào hết rồi chứ? Vào hết chưa? Đi thôi. Tôi không thích vụ này lắm. Quỷ tha ma bắt. Nó đâu rồi? Tôi không nhìn thấy gì hết. Cảnh sát Los Angeles ở hướng 9 giờ thưa ngài. Alpha Command, đây là LAPD Air One. Air One, đây là Alpha Command. Xin hãy xác nhận mối đe dọa. Đây chính là một mối đe dọa sinh học. Nó có hai chân và ăn thịt sống. Lặp lại đi Alpha. Chúng tôi đang tìm gì cơ? Một con khủng long. Chúng ta đang tìm một con khủng long. Thằng điên nào đây? Sao lại vào được đường dây an toàn của chúng ta chứ? Đây là trung tá Ro thuộc Hải quân Mỹ. Và tôi không đùa các người đâu. Chúng ta đang tìm một con khủng long dài khoảng 20 mét và cao 6 mét. Đúng là nhảm nhí. Chuyển sang chế độ ảnh diệt đi. Chó. Không có gì cả Alpha, hay là ai cũng được. Ảnh gì không tìm thấy gì hết. Không có cái gì giống như ông vừa mô tả. Không có gì hết.
không biết là nó đang ở đâu nữa. Thưa ngài, người ta nói là ảnh nhiệt sao? Dùng bộ cảm ứng nhiệt thì sẽ không thấy được nó đâu. Tại sao? Khủng long là động vật biến nhiệt mà. Erwan, Alpha One đi. Mục tiêu là động vật máu lạnh. Các anh sẽ phải dùng mắt để mà tìm. Có một con khủng long đang tự do. Tôi đoán là nó biết bay luôn chứ gì. Tôi tấn công đi. Ngừng bắn. Có dân thường ở phía dưới. Cái gì cơ? Dân thường á? Là món ăn nhẹ thì có. Vậy thứ này là động vật máu lạnh và ăn được trực thăng. Chúng ta cần biết gì nữa không? Tôi nói cho trung tá nghe, lớp da của thứ này dày lắm, đạn M60 cũng không xuyên qua được. Người ta tưởng rằng vì não khủng long nhỏ nên chúng đần độn. Điều đó không đúng. Đại Hồng rất thông minh. Lúc chúng tôi đụng nó lần đầu, nó đuổi theo chúng tôi vào một hệ thống đường hầm đối liền. 8 ngày sau đó, trung tá Diaz chỉ huy của chúng tôi đi ra ngoài. Và lúc đó thì đã ăn thịt ông ấy. Sau đó chúng tôi đã có bàn bạc là không bao giờ được ra ngoài vào cùng một chỗ nữa. Đã đến nhà ga Du Nhân thưa ngài. Thật tốt khi nhìn thấy vẫn còn những thứ nguyên vẹn như ngày xưa. Đi tiêu diệt nó nào. Betty, Ruth, hai cô ở đây. Nè. Tôi không nghĩ vậy đâu. Ở trên không đi. Chúng tôi sẽ đảm nhận dưới đất. Các cô chẳng nghe lời ai hết. Chúng tôi không muốn. Thấy nó không? Hình như là nó đó. Quay đầu lại. Chúng ta sẽ kiểm tra phía nam Biko. Lên cao. Lên cao. Quỷ tha ba bác thưa ngài. Tôi quay đầu lại đây. Nó đi dọc xuống đại lộ Brooklyn. Cũng không chắc chắn đại lộ Brooklyn hay không nữa. Chúng ta cần phải chia ra để kiếm nó. Làm sao mà họ chạy nhanh vậy chứ? Họ đã sống với chỉ 11% oxy suốt 6 năm qua. Giờ thì họ đang sử dụng oxy như siêu vận động viên marathon vậy đó. Được rồi, con vật độc ác.
Trung quý ơi. Bert. Bert, anh đang ở đâu vậy? Bert. Bert. Cảm ơn anh nói tới mẹ của tôi đó. Mau ra khỏi chỗ này. Mau ra khỏi chỗ này đi. Không. Ôi trời, tạ ơn Chúa. Có ý tưởng gì không? Chạy lúc nào cũng giải quyết được vấn đề mà. Anh từng sống ở đây phải không? Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Đường hầm thứ ba. Chúng ta có thể nhốt nó trong đường hầm thứ ba. Ý tôi là nó vẫn ở đây. Chúng ta có thể nhốt nó trong đó. Hay đó. Vậy làm sao chúng ta lừa nó vào đường hầm được đây? Thì chạy tiếp chứ sao. Tôi cũng đoán vậy. Đi thôi. Thưa ngài, đội tuần tra cao tốc bang California đã chặn tất cả giao thông vào trung tâm thành phố. Có thấy người của chúng ta không? Họ kìa. Xuống đó đi. Xuống dưới, ngay chỗ đó. Ngay đó kìa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đại Hồng, mày muốn ăn thịt bọn tao suốt 6 năm qua rồi, giờ đến đây mà ăn nè. Con vật ngu ngốc. Ôi trời, họ đang làm cái quái gì vậy? Họ đang cố dụ nó vào đường hầm. Báo cảnh sát Los Angeles chặn các lối vào đường hầm. Alpha One, đây là Team Ray One. Các chị đang gặp rắc rối thì phải. Nó kìa, mục tiêu đang hướng về phía tây trên đường số 3. Stingray One, các anh nghe rõ không? Nghe rõ Alpha. Nhưng chúng tôi không thể tiêu diệt nó mà không gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến các công trình xây dựng. Thiệt hại nghiêm trọng đến công trình xây dựng á. Nó đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến công trình xây dựng đó. Tôi không có tấn công tên lửa vào một thành phố lớn của nước Mỹ đâu. Stingray One, giữ nguyên vị trí, chờ lệnh của tôi. Nghe rõ. Được rồi, cảnh sát Los Angeles đã chặn hai đầu đường hầm. Họ có bơm cháy và súng phun lửa.
Tốt, chúng ta sẽ thiêu con vật độc ác đó. Nó có đang theo đuổi chúng ta không? Không. Nó đang đi chỗ quái nào vậy? Kế hoạch thất bại rồi. Đại Hồng cứ thế mà bước đi. Chúng ta sẽ chặn nó ở bên kia đường hầm. Chết tiệt, đi thôi. Nó đang chạy qua đội bên cơ. Chết tiệt. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cái xe tăng ở đâu ra vậy? Tôi không biết thưa ngài, nhưng hình như không phải từ Van Nuys. Tiến lên. Drang. Chúa ơi, Eric đây. Em nhớ anh lắm. Làm sao em trở lại được đây? Khoảng một năm sau, khi các anh biến mất, một friend Reno khác già hơn 60 tuổi so với em đã bước qua cánh cổng thời gian để kịp ngăn các anh lại. Ông ấy đi qua cánh cổng để thiết lập lại dòng thời gian. Ông ấy đi qua đúng lúc nó đóng lại. Cái lão khùng này. Theo em biết thì chuyến đi của ông ấy đã bị gián đoạn. Ông ấy bị gửi về năm 1950 trong tình trạng bị trọng thương. Sao chứ? Trước khi ông ấy chết, ông ấy đã kể mọi thứ cho em nghe. Ông ấy chỉ em cách sử dụng thiết bị cầu vồng. Em không bao giờ có thể làm được điều ông ấy đã làm. Nhưng em đã làm được. Đã làm được. Chúa ơi, chúng tôi nhớ cậu quá dốc tì. Ông ấy đã nói với anh rồi à? Ông ấy không cần làm thế. Được rồi, tôi cũng thích buổi họp mặt này lắm. Nhưng còn con khủng long thì sao? Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta chờ. Chiếm vị trí trên cầu đi. Chuẩn bị sẵn sàng đợi con quái vật trở lại. Không, không. Lần này thì không có đâu. Chúa ơi. Chuẩn bị. Chuẩn bị.
Kowalski, quan sát phía dưới đường ray đi, xem thử anh có thấy nó không. Đừng hòng mong cảnh sát Los Angeles có thể chặn mọi đường vào trung tâm LA trước giờ cao điểm. Chúng ta cần phải kết thúc chuyện này ngay bây giờ. Đây là Stingray One. Ngài không thể làm vậy. Người của chúng ta đang ở dưới đó. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Khóa mục tiêu vào tòa đồ này và mở chốt tên lửa Maverick. Còn thiệt hại ngoài dự kiến thì sao thưa ngài? Cứ bắn đi Stingray. Tôi chịu hết trách nhiệm. Nghe rõ thưa ngài. Stingray, chờ hiệu lệnh của tôi. Đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai quả. Thưa ngài, anh ta đang dẫn đại hồng trở lại đường hầm. Stingray, giữ nguyên vị trí, ngừng bắn. Tôi lặp lại, ngừng bắn. Làm ơn nói với tôi đó là người của chúng ta. Xong rồi. Nó biến mất rồi. Xong hết rồi. Nó đã biến mất. Xong hết rồi. Nó đã biến mất. Có vẻ tiến sĩ kẹt lại ở đây với chúng tôi rồi. Không hẳn là vậy đâu. Tôi không bao giờ lặp lại lỗi lầm của mình nữa. Có ai muốn về năm 1950 không? Về nhà sao? Gặp lại Vivian của tôi sao? Cô ấy còn sống sao?
Em nghĩ em sẽ cùng già đi với anh. Khoan, chờ đã. Phải có người ở lại để đóng cánh cổng, đúng vậy không? Không, lần này tới lượt của anh chứ. Anh điên rồi. Anh ấy sẽ không cô độc. Chúc Trung úy may mắn. Chăm sóc cho con trai của anh nhé. Vâng thưa ngài. Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó nhóc tì. Có lẽ em đã chọn sai người rồi. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Bảo trọng nha em trai. Bảo trọng. Em sẽ gặp lại anh sau 65 năm nữa. Em bảo trọng đó. Anh biết em à. Nè nè, còn chuyện nữa. Cậu gửi đại học bạn đi đâu vậy? Về nơi nó thuộc về.
time.